Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 13 tháng 10, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất khoảng 31 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, vài nơi mưa to, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 30 độ C. Từ Quảng Nam đến Phú Yên, trời có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa trên 90mm. Trên biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.